Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay là một ngày rất đẹp trời và mình lại làm video tô màu để gửi tặng đến các bạn. Và mình mong rằng các bạn hãy ấn like và ấn đăng ký kênh để ủng hộ mình, để mình tiếp tục với động lực ra video. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nhé các bạn. Rốt video về
với tô màu sau nha các bạn. Xin chào các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục đi tô màu những bức tranh mà mình yêu thích để gửi tặng đến các bạn. Và mình rất mong rằng các bạn khi xem video của mình thì hãy ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình, để mình tiếp tục với động lực ra video. Mình xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Một lần nữa mình xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ tô màu vậy nè. Mất sợi nè. Mày xui xui dại cái ối rộng mình nha. Mày vẫn từ ngoài ra là đánh nhận bây giờ. Anh đang nước bán phiền mới sợ chứ. Đầu tiên thì sẽ chọn màu đi. Đây. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nha các bạn. Các bạn chưa biết kỹ năng con này nó là cái gì đây. Năm cấp độ kia ạ. Dạ, khả năng người nó thể về. Từ ngày bắn đo cho bạn khóc. Cũng từ rồi. Một Kelly. Chả Kelly thì cười, Kelly sẽ kìa. Ở đâu có nói gì như con này. Nghe tan cái bông cô này. Không được. Để làm trận xong thôi. Mình nghe xem bước kia là trận gì. Chọn đây là video này sẽ tô mà các bạn xem. Mình sẽ bắt đầu vào tô luôn này. Rồi. Ủa không có con kia đâu. Rồi. Mà lại phải biết. Nhớ phải lấy cái máy của bạn nữa. Đây mình đã sửa xong màu thứ hai là màu thứ hai là màu đỏ ạ. Đây là màu đỏ của mình. Đây là hai triệu keo sợi muối. Ông ơi, xin nhau. Rất kỹ năng. Đã phải biết từ nãy mua xong tí đó. Cái này rồi. Là. Cái mặt trời. À rồi thế ra mà rồi mà cũng chẳng hết ra luôn gì. Cũng chẳng nói hết ra được. Đưa nó trên cái thùng này nó bắn cái gì?